Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 38 sách giáo khoa trang 24. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2 phần 15 bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu? Thế các bạn thấy ở đây chúng ta xuất hiện đó là người ta hỏi là thời gian chảy riêng để đầy bể của mỗi vòi mà ở đây có hai vòi, tức là chúng ta sẽ có hai ẩn. Vậy thì bài toán của chúng ta đang là dạng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thì nhắc lại phần này, thì ở phần đầu người ta có yêu cầu các bạn là nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thì trong sách giáo khoa toán lớp 8, sách giáo khoa toán 8 tập 2 thì các bạn thấy là nhắc lại các bước về cách giải bài toán cách lập phương trình, thì cô sẽ thay chữ phương trình bằng chữ lập hệ phương trình bởi vì cách làm là tương đương nhau. Thì bây giờ bước 1 của chúng ta cũng là lập hệ phương trình. Đầu tiên là chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. Sau đấy là biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Và thứ ba đây là lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Lớp 8 chúng ta là học là lập phương trình đúng không ạ? Bây giờ chúng ta là lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Thế còn bước 2, sau khi mà chúng ta đã lập được cái hệ phương trình ở bước 1 thì bước 2 của chúng ta giải phương trình bây giờ chính là giải hệ phương trình, cái hệ phương trình mà chúng ta lập được bước 1. Bước 3 là trả lời, thì kiểm tra xem các nghiệm của cái hệ phương trình vừa rồi, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết luận. Vậy thì các bạn thấy rằng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nó cũng có các bước giống như giải bài toán bằng cách lập phương trình mà chúng ta đã học ở chương trình lớp 8 học kỳ 2. Vậy trong bài toán này chúng ta cùng đi phân tích đề bài. Ở đây thì là một bài toán liên quan đến làm chung làm riêng, thì bao giờ chúng ta cũng coi cái công việc là một đơn vị đúng không ạ? Coi cái công việc này là một đơn vị. Thế thì lúc này các bạn sẽ thấy là nếu ta coi cái công việc là một đơn vị thì cái thời gian mà vòi thứ nhất, nếu cô gọi là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình để đầy bể là x đúng không ạ? Thì thời gian mà vòi thứ hai chảy một mình đầy bể sẽ là y đúng không ạ? Là y. Vậy đây là thời gian nhé. Thì từ đây các bạn sẽ thấy là công việc của chúng ta là một đơn vị rồi. Công việc của chúng ta là một, là một. Vậy các bạn sẽ thấy là năng suất, hay nói cách khác chính là một giờ hoặc là một đơn vị thời gian, 1 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày. Thế thì trong bài toán này các bạn thấy ở đây là phút này, ở đây là phút này, ở đây là phút này. Thì chúng ta sẽ đưa hết về phút để chúng ta giải. Vậy năng suất ở đây sẽ là khối lượng công việc làm được trong 1 phút, hay nói cách khác là số phần bể chảy được trong 1 phút. Thì đối với vòi thứ nhất nó sẽ là 1 phần phần x, vòi thứ hai nó sẽ là 1 phần y. Vậy đây là năng suất của từng vòi. Thế thì ở đây đề bài có là một chảy trong 1 giờ 20 phút thì đầy bể nếu hai vòi này cùng chảy. Vậy thì các bạn thấy là 1 giờ 20 phút thì nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? 1 giờ thì là 60 phút, 20 phút nữa thì nó sẽ là 80 phút đúng không ạ? Vậy thì hai vòi cùng chảy thì sau 80 phút sẽ đầy bể đúng không ạ? Vậy 1 giờ vậy thì 1 phút đúng không ạ? Ở đây là 1 phút, cô xin lỗi. Vậy thì 1 phút hai vòi nó sẽ chảy được là 1/80 bể. Vậy thì nó chính là bằng tổng năng suất của cả hai cái này cộng lại với nhau, tức là 1/80 nó chính là bằng 1/x cộng với 1/y. Năng suất chung thì bằng tổng các năng suất riêng. Vậy ta có thể coi đây là phương trình thứ nhất đúng không ạ? Đồng thời người ta thấy là nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút, 1 giờ thì nó ở đây thì các bạn thấy là nếu mở vòi thứ nhất trong vòng 10 phút đúng không ạ? Thì 1 phút thì nó sẽ chảy được là 1/x. Vậy thì 10 phút thì nó sẽ chảy được là gì ạ? 10 nhân với cả 1/x đúng không? Cộng với vòi 2 chảy trong 12 phút mà 1 phút nó chảy được 1/y, tức là 12 nhân với cả 1/y thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 2/15 bể nước, tức là 2/15. Vậy các bạn có thể coi đây là phương trình số 2. Vậy từ hai cái 1 và 2 này chúng ta có hệ là 1/x cộng 1/y bằng 1/80. Và 10 nhân với cả 1/x cộng với 12 nhân với 1/y thì bằng 2/15. Vậy thì nhìn vào cái hệ này các bạn đã nghĩ đến việc giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Xong rồi, ra được hệ rồi đúng không ạ? Thế bây giờ muốn giải cái hệ này thì các bạn đã nhớ đến cái thao tác giải hệ bằng
bằng phương pháp đặt ấn phụ. Vậy ta có thể thấy là ở đây nếu chúng ta coi một phần x và một phần y lần lượt là bằng a và b, tức là nếu ta đặt một phần x bằng a nhá, một phần y mà bằng b nhá, thì các bạn sẽ có là gì ạ? Ta sẽ dẫn đến một cái hệ đó là gì ạ? A cộng với b thì bằng 1/80, và 10 nhân với a cộng với cả 12 nhân với b thì bằng 2/75. Hiển nhiên các bạn thấy ở đây chúng ta phải có điều kiện của a và b là nó khác không rồi. Vậy thì sau khi chúng ta có a và b bằng cái ẩn mới thì cái phương trình của các bạn sẽ thấy nó dễ nhìn hơn. Nó dễ nhìn hơn. Vậy thì chúng ta dùng hai cái thao tác, hai cái phương pháp mà chúng ta đã học, một là phương pháp thế, hai là phương pháp cộng đại số để giải cái hệ này thì nó rất là đơn giản. Vậy thì đến cái bước giải hệ này thì cô sẽ đưa các bạn vào lời giải chi tiết và cô sẽ hướng dẫn cụ thể ở cái bước giải này. Còn từ cái bước lời nháp ở đây thì các bạn đã hình dung là chúng ta có thể xây dựng được hai cái phương trình của cái hệ mà chúng ta đang cần tìm như thế này. Vậy lời giải chi tiết của bài tập 37. Vậy lời giải chi tiết của bài tập 38 là như sau. Chúng ta sẽ trình bày như sau ạ. Đầu tiên cô sẽ đổi 1 giờ 20 phút thì sẽ thành này, 1 giờ thì là 60 phút cộng thêm 20 phút nữa, vậy nó sẽ là 80 phút. Được chưa? Bây giờ cô sẽ gọi thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là x, đơn vị là phút. Thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể sẽ là y, đơn vị là phút. Thì các bạn thấy là hai vòi cùng chảy thì 80 phút sẽ đầy. Vậy nếu nó chảy một mình thì thời gian chắc chắn là nhiều hơn. Vậy thì x, y của chúng ta ở đây sẽ là lớn hơn 80. Vậy nếu cô coi toàn bộ bể nước là một đơn vị, đúng không ạ? Một đơn vị. Thì từ đấy các bạn có thể theo bảng như chúng ta đã lập bài nháp thì chúng ta sẽ có là 1 phút vòi 1 sẽ chảy được 1 trên x bể. Vì x phút thì đầy một đơn vị này, vậy thì 1 phút sẽ chảy được 1 phần x bể, đúng không ạ? 1 phút vòi 2 sẽ chảy được 1 phần y bể. Vậy thì các bạn sẽ thấy là 1 phút cả hai vòi sẽ chảy được 1 phần x cộng 1 phần y bể. Năng suất chung bằng tổng các năng suất riêng. Sau đó chúng ta có là gì ạ? Vì hai vòi cùng chảy thì sau 80 phút sẽ đầy bể, đúng không ạ? Đầy bể. Nên gì ạ? Sau 80 phút sẽ đầy bể. Nên 1 phút thì cả hai vòi sẽ chảy được 1/80 bể. Đúng không ạ? Hai vòi cùng chảy thì sau 80 phút sẽ đầy, vậy 1 phút hai vòi cùng chảy sẽ được là 1/80 bể. Vậy thì từ dòng này và dòng này thì chúng ta sẽ có được phương trình đầu tiên. Vậy ta có phương trình đó là 1/x cộng 1/y bằng 1/80. Cô coi đây là phương trình thứ nhất. Bây giờ chúng ta dựa vào dữ kiện sau. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút thì chảy được
chạy được bao nhiêu ạ? 1 phút thì nó chạy được 1 phần x, vậy 10 phút nó sẽ chạy được 10 nhân với cả 1 phần x bể. Được chưa ạ? Vòi thứ 2. 2. Trong 12 phút. Trong 12 phút thì chạy được. Thì chạy được bao nhiêu ạ? 12 nhân với cả 1 phần y bể. Vì 1 phút thì nó chạy được 1 phần y, vậy 12 phút nó sẽ chạy được 12 nhân 1 phần y bể. Thì được 2 phần 15 bể nước. Tức lúc này cả hai vòi nó đã chạy xong được 2 phần 15 bể nước. Vậy thì do đó ta có phương trình là 10 nhân với cả 1 phần x cộng 12 nhân với 1 phần y thì bằng 2 phần 15. Và cô coi đây là phương trình 2. Thế thì từ 1 và 2 ta có hệ phương trình, đó là 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 80, và 10 nhân 1 phần x cộng 12 nhân 1 phần y thì bằng 2 phần 15. Vậy với phương pháp đặt ẩn phụ ta sẽ đặt như sau. Cô đặt 1 phần x bằng A, 1 phần y bằng B. Điều kiện là A, B phải khác không. Bởi vì x, y khác không thì hiển nhiên là A, B phải khác không, đúng không ạ? Vậy thì khi đặt như thế này xong thì cô sẽ thu được một phương trình mới, đó là ta có hệ phương trình mới đó là gì ạ? A cộng B thì bằng 1 phần 80, và 10A cộng 12B thì bằng 2 phần 15. Vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương với là gì ạ? Nếu ở đây các bạn có thể sử dụng phương pháp thế, rút từ phương trình thứ nhất thế và phương trình thứ hai cũng được, hoặc chúng ta sử dụng phương pháp cộng đại số thì cô sẽ chọn phương pháp cộng đại số. Bây giờ cô sẽ nhân cả hai vế của cái phương trình thứ nhất với 10 để xuất hiện 10a như cái phương trình thứ hai. Cô được 10a cộng 10b bằng 1 phần 80, mà nhân với 10 thì nó chính là 10 phần 80. 10A cộng 12B thì bằng 2 phần 15. Vậy bây giờ cô thực hiện trừ vế với vế của hai phương trình này cho nhau thì 10A trừ 10A hết, 12B trừ 10B còn 2B thì sẽ bằng cái 10 phần 80 này. Các bạn có thể rút gọn nó chính là bằng 1 phần 8. Vậy ấn máy tính các bạn có là 2 phần 15 trừ đi 1 phần 8 thì nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Các bạn thấy đáp phép tính này sẽ ra được đáp số là 1 phần 120, đúng không ạ? Vậy chúng ta có 2b bằng 1 phần 120. Và đây thì cô sẽ sử dụng cái phương trình thứ nhất này để cô tìm ra a, bằng cách từ phương trình thứ nhất cô viết lại là a cộng b bằng 1 phần 80. Vậy từ đây cô sẽ có b bằng 1 phần 120 chia cho 2 thì nó sẽ là 1 phần 240. Thế còn a của chúng ta bằng 1 phần 80 trừ đi b, vậy nó sẽ tương đương với là b bằng 1 phần 240, còn a sẽ bằng 1 phần 80 trừ đi 1 phần 240. Vậy nó sẽ tương đương với b bằng 1 phần 240 và a thì sẽ bằng cái phép tính này. Thì các bạn có thể thấy mẫu chung là 240 thì chỗ này sẽ là 3 phần 240 trừ đi 1 phần 240 và sẽ ra được ngay là 2 phần 240, tức là đáp số bằng 1 phần 120. Ở đây thì các bạn sử dụng máy tính thì các bạn cũng có là 1 phần 80 mà trừ đi 1 phần 240 thì nó sẽ bằng là
1 phần 120, các bạn nhìn thấy không ạ? 1 phần 120 đúng không ạ? Vậy thì xong. Vậy A và B các bạn tính ra rồi thì các bạn thấy là nó thỏa mãn điều kiện là AB khác không? Vậy chúng ta thấy là nó thỏa mãn. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì ạ? B thì chính là 1 phần Y bằng 1 phần 240. A là bằng 1 phần X đúng không ạ? Vậy 1 phần X bằng 1 phần 120. Vậy nhìn vào đây thì nó sẽ tương đương với Y bằng 240 đúng không ạ? Và X bằng 120. Và xy như thế này thì nó cũng thỏa mãn điều kiện là xy lớn hơn 80. Vậy chúng ta kết luận như sau. Vậy void thứ nhất chảy đầy bể nếu chạy một mình, nếu chạy riêng một mình thì sau vòi thứ nhất chúng ta là x đúng không ạ? Thì sau 120 phút, tức là nó sẽ bằng 2 giờ đúng không ạ? Vì 1 giờ của chúng ta là 60 phút. Vậy vòi thứ nhất chạy đầy bể nếu chạy riêng một mình thì sau 120 phút. Còn vòi thứ hai chạy đầy bể nếu chạy riêng một mình thì sau 240 phút, tức là ở đây chia cho 60 thì nó sẽ là 4 giờ. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài 38 sách giáo khoa trang 24.